nay chào cả nhà, thì bữa nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà lại là một ổ chim ri ha. Thì ở đây cả nhà thấy là một mình một con chim mẹ nó phải đút rất là nhiều chim con ha. Và chim này thì nó lại không giống như là cú sang hay mi lửa, là nó đút con bằng sữa diều ha, giống như cu gái bồ câu. Là nó sẽ ăn thức ăn vào trong diều của nó và nó ở ngược lên và đút chim con. Và có một điều ở đây cả nhà thấy ha, là tổ chim này là nó làm chung với tổ kiến, cả nhà thấy không? Kiến bò rất là nhiều trên tổ chim, nhưng mà kiến không ăn chim và chim cũng không có ăn kiến ha. Thì cái này là gọi là hiệp ước cộng sinh của tụi nó. Hiện tại bây giờ trên tổ này cả nhà phải đếm cùng mình là bao nhiêu con ha. 2, 4, có thể là 5 con ha. Đó đây. Đúc cùng bằng đúc mệt nghỉ luôn. Ê, con chim gì vậy? Chết rồi, xong nhìn mình thấy giống con quạ quá ta. Rồi nàng mất 2 con 3 con rồi. Còn là 2 con thôi. Rồi xong luôn, tội ghê. Nằm sống chung với kiến. Dòng chim này nó khác chứ mấy chim khác ở chỗ là nó không có như mấy chim khác là bố mẹ phải gấp phân quăng ha. Cái này là nó chơi luôn tại chỗ, và phân đó lại là mồi của kiến, nhưng mà chim con thì không phải là mồi của kiến ha.